giữa Sài Gòn tấp nập, có một quán cơm chay nhỏ, mà ở đó có những con người quan tâm nhau từ miếng cơm ly nước. Họ bán để có tiền chăm lo cho gia đình và bản thân, nhưng đối với họ, cốt yếu nhất là làm sao khi mọi người đến với quán, dù là công nhân quét rác hay người lái xe ôm, dù ít hay nhiều tiền thì đều phải được no bụng mà rời đi. Quán cơm chay của cô Út và cô Phượng nằm trên đường Hùng Vương, quận 5. Quán phục vụ các món ăn chay thông thường. Nhưng điều làm nên tên tuổi của quán chính là món cơm sườn bì chả chuẩn vị mà suốt 7 năm nay thực khách nào đến với quán cũng phải một lần ăn thử. Anh Nguyễn Tấn Đạt, thực khách ngụ quận 3 cho biết: "Tôi ăn quán cơm này đã nhiều năm nay, món sườn bì chả chay là món khiến tôi ấn tượng nhất bởi mùi vị không khác gì với cơm mặn. Mùi vị nước mắm tại đây rất ngon, chỉ cần chan với cơm trắng và đồ chua cũng cảm nhận được vị ngon của nó." Hiện tại, quán của Út đang phục vụ khoảng 12 món thập cẩm, cùng với món chính là cơm sườn bì chả. Bên cạnh đó, các món như nem nướng, bánh ướt, bún bò Huế, bún bì, bánh bèo và các loại bún chay khác đều có trong menu để phục vụ thực khách. Giá cơm và các món bún dao động trên dưới 30.000 đồng một phần. Tuy nhiên, giá này chỉ dành cho những người mà theo các cô là có dư giả về kinh tế. Riêng đối với những thực khách làm các nghề lao động chân tay hoặc điều kiện kinh tế khó khăn, quán sẽ chủ động giảm tiền, thậm chí có những trường hợp còn bán miễn phí để bà con được vững bụng mà ăn cơm. Sườn bì chả là 30.000, bì chả cũng là 30.000, còn cơm thập cẩm là cũng 30.000 hoặc 25.000. Mà mình nói vậy con, nếu mà cái người mà người ta mà cũng không có tiền đó, người ta lợi, ta nói cô ơi bán con 15.000 hoặc 20.000 cô vẫn bán. Rồi nhiều khi ta lợi, ta dòm dòm hỏi có ăn cơm không, nó ăn thì mình cũng cho. Để tiết kiệm chi phí, các thành viên phục vụ quán cơm đều là chị em, con cháu trong nhà. Mọi người cùng nhau chuẩn bị từ trái dưa, trái cà hay tranh thủ chia những miếng tàu hũ nóng hổi để kịp giờ phục vụ khách ăn trưa. Nhìn những món ăn được trang trí chỉnh chu, tươm tất, cùng tiêu chí làm đâu sạch đó của quán chay, chúng ta phần nào cảm nhận được cái tâm của các thành viên nơi đây trong việc đem đến những món ăn chay chuẩn vị cho mọi người. Cái gian hàng của cô mà nếu mà thập cẩm á, là khoảng 12 món, còn cơm bì chả sườn, nem nướng là bún bì nem nướng, rồi bán bánh bèo, rồi bán bánh ướt có nhân, rồi bánh ướt không nhân. Cái quán của cô ăn khách nhất là bì chả sườn, là chả ở đây là đặc biệt nhất.